thôi nha. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư bản audio có tựa đề Nhiều thằng trên thị trường Forex đã không chơi được, song vẫn khoái thể hiện với cả Trần Quốc Minh. Tôi chia sẻ với những giá trị mà bản thân tôi phải dẫn chứng giao dịch thực tế trên thị trường và phải cho cộng đồng nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Và những giá trị chúng tôi đang chia sẻ gửi đến nhà đầu tư luôn luôn là những giao dịch thực tế mà bản thân các học viên của trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi trực tiếp nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ về giá trị mà tôi đang gửi đến cho cộng đồng và nhà đầu tư trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào và trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm, nhìn nhận, đánh giá về các thực tế trên thị trường. Bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ đây là cả một quá trình dài mà người đứng ra chia sẻ họ phải nỗ lực vận dụng chứng minh cho chúng ta, chứ không có chuyện dùng TradingView hoặc là gì nhỉ, dùng backtest để nói như đúng rồi mà không chịu giao dịch thực tế. Bởi vì trên thị trường giao dịch Forex chỉ có một thứ duy nhất, đó là chứng minh, dẫn chứng và giao dịch thực tế để chúng ta kiểm chứng về những giá trị mà của bản thân họ đã chia sẻ trên thị trường. Một kẻ không giao dịch, không vận dụng được thì xin lỗi nhà đầu tư sẽ không bao giờ dám dẫn chứng và minh chứng vào trong thực tế cho chúng ta kiểm chứng. Đó là điều hiển nhiên trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang hỗ trợ sẽ cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và cùng đánh giá rõ về những giá trị thực tế này trên thị trường và mời nhà đầu tư theo dõi bản audio này để nhà đầu tư hiểu rõ. Dù thằng trên thị trường Forex đã không trend được song vẫn khoái thể hiện với Trần Quốc Minh. Những giá trị chia sẻ Forex từ Trần Quốc Minh là những minh chứng thực tế có cơ sở để cộng đồng cùng mọi nhà đầu Forex cùng kiểm chứng và thấy rõ giá trị. Từ giao dịch Forex cho đến sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch Forex trong cả quá trình dài phát triển cũng như cứu tài khoản Forex cho khách hàng, thầy Trần Quốc Minh luôn dẫn chứng cả quá trình cứu tài khoản này. Cộng đồng cùng mọi nhà đầu tư Forex có thể thấy rõ những chia sẻ Forex cứu tài khoản của thầy Trần Quốc Minh. Những giá trị của Trần Quốc Minh này chia sẻ Forex đều là những dẫn chứng thực tế với những diễn biến của thị trường Forex, được giao dịch Forex Live và sâu phun do chính từng học viên trong hội trực tiếp theo dõi, đánh giá kiểm chứng cả quá trình đó. Vậy những kẻ ngoài thị trường Forex kìa, vào cái như đúng rồi, nói như bản thân chúng giao dịch Forex được lắm, rồi thì thể hiện toàn bằng ngôn từ cào phím và ghé chứ có đưa nào trong những đám ghé mồm. Trên mẫu này đã dám chứng minh thực tế giao dịch Forex Live và sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch Forex cho chính từng học viên của chúng, hoặc bất cứ một ai thấy rõ được quá trình chúng vận dụng đâu. Toàn bọn mõm trên TradingView phân tích gợi plan hay bắn chiến lược Forex là dễ, rồi thì lại là bọn đem bắt Tesla nói như đúng rồi, có đứa nào trong những đứa vào cào phím hay dùng nick giả ngoài kia dám lộ mặt thực tế, cũng như đủ trình chứng minh và dẫn chứng thực tế như Trần Quốc Minh này đang làm với cộng đồng, cũng như mọi nhà đầu tư Forex thấy rõ thực tế hay chưa? Xin lỗi bọn trên mõm giao dịch Forex mõm, chỉ là đám re rách mà thôi. Chúng nó đủ trình đã không phải dùng nick giả để ghé và cào phím, cũng như ngồi nói như đúng rồi. Giỏi thì giao dịch Forex được, thì chứng minh và dẫn chứng trên chính tài khoản Forex Live của chúng mày, rồi sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch Forex như Trần Quốc Minh này đi. Bố bố chúng mày cũng không dám chưa ở đó mà ghé và cào phím chuyên nghiệp, như chúng mày phân tích mỏm và bắn lệnh mồm hay sao? Một sự thật đó là Trần Quốc Minh này khinh thường bọn trai mỏm, và bọn giao dịch Forex mồm đó là thực tế mà trên cả chặng đường dài phát triển, Trần Quốc Minh luôn chia sẻ Forex không hề giấu diễm mà đưa ra thực tế, để cộng đồng cùng mọi nhà đầu tư Forex cùng nhìn nhận đánh giá và thấy rõ được vấn đề này. Còn mấy cái loại cào phím và nói nhặn nói cu, Trần Quốc Minh này gặp quá nhiều và quá hiểu. Anh không thèm chấp, chúng mày có đủ trình độ để ngồi và đi cùng anh được đâu. Ông ve rùa nhặn thì cả đời chúng mày vẫn thế mà thôi. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư nhìn nhận và thấy rõ về những góc khuất và các vấn nạn trên thị trường. Mọi giá trị trên thị trường đều phải có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, đều phải có giá trị để chúng ta kiểm chứng. Đó là điều mà nhà đầu tư cần phải biết. Tại sao mà bản thân chính các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex chỉ nghe bọn chúng kể chuyện hoặc phân tích ở trên thị trường mà không bao giờ thấy bọn chúng vận dụng, áp dụng cũng như chứng minh cho chúng ta thấy rõ về năng lực và kỹ năng của bản thân bọn chúng? Đó mới là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng, dẫn chứng và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị góc khuất ở trên thị trường. Xin chào nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Ngày mai chắc sáng mai biến động mạnh.